làm vậy không phe, bỏ dân chúng áp ra tăng lầm than. Thôi đi ông ơi, phe không phe gì ông cứ tắc bỉ tôi hoài. Nên cái vấn đề á, là tôi là một con người đứng ra độc lập tự lực tự cường. Thứ nhất là tôi không có bao giờ mà tôi theo cái hướng về phe. Mà cái ông nào theo hướng về phe là chắc chắn là tôi đàm rồi đó. Bây giờ người ta cho ông 40-20 năm mà ông còn dở ẹt thì ông trách mình thôi, trách ai nữa. Ông có nói có công bằng cho người Mỹ không? Phe phe cái cù lôi. Bây giờ người Mỹ người ta nè, người ta đi cạo neo nè, người ta đi cắt cỏ, người ta đi móc cống nè, người ta đóng thuế cho chính phủ Mỹ để chính phủ Mỹ cầm hàng ngàn tỷ đô la đi qua nước áp để tăng nuôi dân áp để tăng và làm đường cho áp để tăng. Ông nói không phè. Trời ơi, ông nội ông bú đi ông quen à. Vậy thì tôi hỏi ai mới là người không phè hả? Bởi mình nói chuyện nó phải trên mức độ tự lực tự cường, chứ không trên mức độ mà tôi bú con hoài được. Trên góc độ mà bú hoài không nói được, bạn hiểu không? Rồi xong rồi tôi đào tạo quân đội không? Mà tôi đào tạo quân đội ông cầm cái súng cái kiểu gì ông, nó mới đi cái gần Kabul nó chạy bà hết rồi. Vậy thì ai phe? Nhưng mà bây giờ Mỹ với lại thế giới phương Tây, Liên Hợp Quốc đồ có thể dựa vô cái vi phạm nhân quyền của Taliban để mà anh nói em nè, bây giờ Taliban không còn cái gì để cấm vận luôn, cấm vận hết trơn rồi. Nếu mà ví dụ như giờ Taliban còn liêm sĩ mà còn lòng tự trọng thì Taliban phải thay đổi. Còn bây giờ là Taliban nói ôi mày cấm vận chết dân tao, tao đâu chết đâu, tao sợ, thì thôi đó bất hạnh cho cả nước luôn. Nhưng mà ấy cũng phải có một cái lý do nào đó, như để cái Mỹ nuôi cái chính quyền cũ ấy, thì bây giờ là có cái lý do gì nữa không để mà có thể Mỹ chấp nhận gỡ bỏ cấm vận cho Taliban? Ủa, chấp nhận gỡ bỏ cho Taliban thì Taliban phải thay đổi. Tức là thứ nhất Taliban không được trả thù chính quyền cũ. Rồi và thứ hai là Taliban không được chống Mỹ thì ta mới tha. Rồi cái thứ ba là Taliban phải thay đổi một số luật hà khắc với người dân của mình để cho nó phù hợp với cái tiêu chuẩn của Mỹ thì Mỹ nó mới tha được. Chứ còn bây giờ cái tiêu chuẩn của ông Taliban ông lật pha với Mỹ 180 độ luôn thì Mỹ đâu có chịu. Mà giả sử chính quyền Mỹ chịu, quốc hội Mỹ nó cũng mới chịu đó. Nó khổ vậy đó. Mà giữa cái việc mà cấm vận và không cấm vận thì Mỹ mất cái lợi ích gì tại đây không anh? Thì nói chung á thì giờ cái lợi ích của Taliban thì Taliban nó nằm gần gần ông Trung Quốc thì cùng lắm bây giờ kéo về phe mình á thì ông kia hơi nóng mặt một tí thôi. Chỉ đó được cái đó thôi chứ được gì nữa đâu. Còn giờ rõ ràng là bây giờ trong mối quan hệ giữa Mỹ và Taliban bây giờ, ủa Mỹ và Taliban là Taliban cần Mỹ nhiều hơn Mỹ cần Taliban. Mỹ cần Taliban hai điểm, một thái độ Trung Quốc, hai thái độ với mấy anh khủng bố. Thì dù khủng bố dứt khủng bố nó dễ. Hiểu không? Giống như khủng bố là thế giới ngầm nóng chính phủ vậy đó. Thì ông cứ dứt nhau đi. Tao ghét nó đó, mày dứt nó đi, tao tài trợ cho mày súng M16. Nhưng mà nó ngược lại thì anh nghĩ là một mình Taliban kiểm soát nước Afghanistan này càng không ổn. Đó. Nó phải có một chính phủ liên hiệp. Sau này chắc chắn là sẽ có cái sự gọi là trợ giúp, tức là chính phủ hiện tại sẽ có cái yêu cầu trợ giúp từ nước ngoài. Trợ giúp nào nữa, giờ cái Trung Quốc cũng vô thôi, trợ giúp gì? Thì nói với em nói thì bây giờ phe bây giờ ông quyết tâm điên đường chống Mỹ thì cái phe nào mà chống Mỹ nó sẽ support ông. Đó, mà phe chống Mỹ gồm có ai? Trung Quốc, Iran rồi gì khủng bố, Houthi gì đó vậy đó. Dạng dạng vậy. Vì tốt nghiệp bác sĩ đa khoa thì không nên định hướng nội khoa sản nhi da liễu với anh. Ủa cái nào có tiền làm đúng không? Giờ hỏi mấy này biết đường không trả lời. Có một điểm thấy kỳ lạ là việc Taliban điều khiển nước đó như thế nào là việc của nó, không ảnh hưởng đến ai và dân nó không tự đứng lên thì thôi. Chứ Liên Hiệp Quốc hay Mỹ can thiệp làm gì nhỉ? À, ông nói đó, cái đó là đúng ở trong nước ông. Còn ra thế giới nó lại không đúng. Liên Hiệp Quốc lập ra đây làm gì cho phải hiểu. Đó là Liên Hiệp Quốc lập ra để giải quyết những cái vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp, những cái khủng hoảng nhân đạo và kinh tế cho thế giới thì nó mới tồn tại. Chứ không lẽ giờ có một chính quyền đó đi quýnh dân như con mà chờ cấm dân đi học nữa. Cái quyền đi học không phải là cái quyền của nước ông cho phép không cho phép, mà đó là cái quyền của nhân loại.
cái quyền của người sinh ra là phải được đi học. Nó mà ông đang đi vi phạm cái quyền đó thì Liên Quốc rõ đầu ông đúng là chứ gì nữa. Nếu mà không nhờ có tổ chức Liên Quốc thì cái dân đó nó như thế nào? Mà giờ muốn đứng lên đứng không lẽ giờ nó cầm gân mình cầm cây rồi sao đứng? Taliban đâu phải thiện nam tính nữ đâu ba. Má kêu dân đứng lên. Sợ Taliban như gì? Đó. Ông này phải cho ông coi với tấm hình mà lúc mà Taliban mà vô chiếm cái phủ tổng thống cũ á. Má toàn ông nào lấy râu kinh cầm súng mà tuổi nhỏ gì không á. Ghê đó. Đồ đâu. Nên ông nói cái việc đó nó chỉ là kinh nội bộ một nước thôi, nhưng mà thế giới nó là một cục nước, nó là 200-300 nước chứ không phải là nói là một nước đó không. Ông hiểu không? Rồi mốt là xã hội văn minh nó là tới vũ trụ nữa. Ông mốt ra luật thiên hà. Nó rộng rộng vậy đó, không phải là Duy Nguyễn nói là vô lý đâu. Anh có thể nói những cái hay của Trung Quốc được không? Thiên hạ đệ nhất không lỗi nha. Cái này cái hay chứ không phải cái tích cực nha mọi người. Mỹ cần Việt Nam, Việt Nam cũng cần Mỹ. Ông ở Việt Nam bây giờ đang xuất siêu qua Mỹ mấy chục tỷ đô, không cần nó tiền nó đâu ra. Nên mình ngạo nghễ là đúng, nhưng mà mình đừng có ngạo nghễ cực đoan. Ông hiểu không? Phải chơi với nhau trên cái tinh thần đúng rồi. Bạn khi bạn chơi với một người bạn mà phải tôn trọng người đó trước cái đã. Bạn chơi với người bạn, bạn làm cửa ông nội người ta không là người ta đã không ưa rồi đó. Cái đó mình nói thiệt. Việt Nam mình đang xuất siêu qua Mỹ, thị trường Mỹ rất là béo bở. Nó là một trong những cái mà cứu cánh cho nền kinh tế Việt Nam. Giờ lập bài toán ra, giờ nói ra này các bạn chứng minh tuần số nha. Việt Nam này, Việt Nam xuất siêu được khoảng chừng 3-4 tỷ đô đó, tôi quên rồi. Cỡ đó đúng không? 3-400 tỷ chứ. 3-4 tỷ. 3-4 tỷ đô chứ sao 3-400 tỷ đô mày giỡn. Vài tỷ à. Đó các bạn kiểm chứng số liệu mình nha, Việt Nam xuất siêu khoảng chừng vài tỷ á. Nhưng mà Việt Nam xuất siêu qua nội cái thị trường Hoa Kỳ thôi đã mấy chục tỷ à. Em nhớ được báo đúng không? Hơn 60 gì đó. Làm gì tới mức hơn 60, 60 cường quốc rồi ba. À, đúng chưa? Vậy thì bạn gạch chéo 2 triệu Hoa Kỳ đi thì có phải là Việt Nam thành nhập siêu chưa? Nhập siêu siêu khủng luôn. Đó. Anh Duy có thấy vụ Thanh Long không anh? Nói chung anh live stream nói vụ này nhiều rồi mấy em ơi. Vụ Thanh Long nói nhiều lần rồi, trồng phải có quy hoạch này nọ kia, phải có tài phiệt đứng ra là môi giới đồ, có hợp đồng contract ký qua sức nhiều thị trường đồ. Chứ giờ Thanh Long này nọ sức của Trung Quốc quyết rồi, nói ra cái bọn kia nó kinh, nó cãi kinh lắm em. Nó anh khuyên Can Nguyễn luôn, vụ Thanh Long thôi đừng nói đi, cãi đi mệt quá. Nói ra thì không ai cảm ơn mình đó, còn bay vô chửi nữa. À, Việt Nam có quan hệ tốt với Triều Tiên đúng không anh? Đúng em. Việt Nam quan hệ tốt với 200 nước trên thế giới nha. Em công nhận Trung Quốc cực khôn, tính ra nó vẫn có thể làm nước khác nể mà không cần dùng súng đạn thị uy. Không cần dùng súng đạn thị uy ông nội tao chứ không cần dùng súng đạn thị uy. Mày thấy nhà báo bởi nó viết bài chém lộn chưa? Ôi cái câu này em hơi bị ngáo đó Dũng. Các bạn cải tên cho mình số nhà báo bên Trung Quốc á. Nó quýnh lộn trên báo luôn á, chứ đừng nói tao quýnh lộn trên mặt trận, nó quýnh lộn trên báo luôn á. Trung Quốc khổ báo cáo trồn nhất, ông nói Trung Quốc hiền. Có khi nào bạn này quốc tịch Trung Quốc không ta? Ở đây có bạn nào đồng tình quan điểm với bạn này là Trung Quốc có thể làm cho nước khác nể mà không cần dùng súng đạn thị uy không? Hả? Chứ tôi không nể đồng điểm này rồi đó. À, Mỹ cần Việt Nam hơn, bỏ Việt Nam mình nghiêng về Trung Quốc thì Mỹ toan nên Mỹ thế dưới. Thôi mày tao ăn, mày ăn gì tao cúng mày luôn mày ơi. Rồi giờ ví dụ giờ hỏi bạn nha, ví dụ như Mỹ bỏ Việt Nam, Việt Nam tự nhiên đi nghiêng về Trung Quốc hả? Thì bạn chả khác nào bạn nói Việt Nam không có lập trường, chả khác nào bạn gọi là bạn đang dìm hàng Việt Nam đó, chứ phải bạn đang dìm hàng Mỹ, đúng không? Bây giờ Mỹ có cần hay có cần không cần Việt Nam thì theo như tôi là một người Việt Nam, tôi vẫn đứng độc lập mình, công ty hết trách nhiệm hữu hạn một mình Việt Nam, tôi hợp tác đa phương các bên cũng có lợi, chứ tôi không có lợi dụng cái mối quan hệ này để tôi ép mối quan hệ kia. Nói chuyện rõ ràng đó.
Ông nói chung là bạn nói câu này là tôi cảm thấy bạn không không hiểu biết không có rộng. Nhán đừng Mỹ 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 mà Mỹ quan hệ Việt Nam bạn nói Mỹ nằm cửa dưới Việt Nam thôi tôi chịu bạn luôn. Tôi thua bạn luôn đó. Cũng hên bạn không làm trong bộ ngoại giao á. Bà nằm trong bộ ngoại giao mà phát biểu câu này bố ai độ nổi. Hợp lý không quý vị? Quý vị làm chứng nha, nó phát biểu tôi không đồng ý với nó nha. Anh ơi em đóng tiền ở THL tập 4 trụ không anh được đóng 3 tháng 3 năm em. Tôi không biết ai nể Trung Quốc chứ, dù Việt Nam hay nước ngoài chứ mắc in China là có một cái là họ e dè rồi, cũng tùy hàng nữa. Thí dụ như bên Mỹ bạn cuộn giấy mắc in China thì chắc cũng bình thường không gì e hàng hết. Cái điện thoại mắc in China nó mới run ngoài trường Apple nha. Tức là mắc in China ở đây là cái gì? Tức là cái thương hiệu của Trung Quốc. Còn thằng Apple thương hiệu của Mỹ thì chúng làm công không có dễ dễ đó. Anh Duy cho em hỏi tự nhiên cấm công công viên chức Tết này không được ra khỏi tỉnh sợ đem dịch bệnh vào có sai không anh? Nói chung mà anh thấy nó something wrong nha. Cái quyền đi lại thì nó cũng phải nói chung là bây giờ ai cũng 2 mũi vaccine hết rồi mà cái này mà cấm cấm thấy nó cũng hơi something wrong. Sao người Hoa ở Đông Nam Á nắm giữ kinh tế nhiều vậy boss? Trời ơi, thiếu gì YouTube nói nhưng mà thành mình thấy cũng có thiệt mong đâu nhiều lắm đâu. Đó, bạn Văn Nguyễn Quyết dẫn lời thủ tướng luôn kìa. Rồi bạn Hồng Phúc Nguyễn, cảm ơn Duy Nguyễn, không có gì cảm ơn mà. Mình chỉ nói sự thật 100% thôi. Mình không nghiêng về phe nào. Đúng thôi. Không không cần dùng súng đạn thị uy 579 là gì vậy bạn? Cần gì 7988 nữa? Kể ra cho nó kể ra cho cái đống. Đúng không? Cũng thị uy mà cũng không có Đồ khoe làm nào gì cụ tên lửa thể. Đông Phong đồ từ lửa hộp dưa hết rồi. Không có súng đạn TV đâu. Mà tôi thấy bạn thấy không? Cái văn minh của Mỹ á, là nhà báo thì mày làm nhà báo. Chứ nhà báo mà không có đi quýnh lộn. Cái đó tôi chưa thấy cái nhà báo Reuters rồi Mỹ mà nói giờ lập ra cái giả thuyết quýnh game trên mạng á. Chuyện đó chuyện của chính phủ, quýnh hay không chuyện của ông, chứ không phải chuyện của tôi. Quýnh cho vòng bao lâu sẽ ăn được một quốc gia. Ừ còn đằng này á, trời ơi báo Trung Quốc một đống tờ luôn. Nó lên mạng nó quýnh lộn như gì vậy đó. Nó coi nó kêu Việt Nam mình là gì các bạn nhớ không? Tôi không muốn nói lại. Tại vì mấy cái này nói thì nó cũng có tốt, mất công bạn tức thêm thôi. Anh có mười mấy cái áo hồng vậy anh báo hồng. Ủa nó con cái à. Hai cái hình cái gì đó. Nên có những chuyện nhạy cảm thì không bao giờ Duy nói nha các bạn. Duy khác một số YouTuber trên mạng và Duy khác những cái trang trên mạng. Những cái trang trên mạng thường đăng những tin nhạy cảm về chính trị, đăng những tin nhạy cảm về quân sự để câu view. Đó còn Duy không làm vậy. Đó. Tất nhiên là đất nước mình phải thương yêu, mình phải bảo vệ. Vậy thôi. Đó, mình ngồi đây là mình người Việt Nam, máu đỏ da vàng, quốc tịch Việt Nam. Thì mình phải cùng nhau để làm cho cái vị thế Việt Nam mình nó vươn cao lên, cái gọi là cái gì ta, cái thương hiệu quốc gia Việt Nam mình nó phải ngon, chứ không phải là mình ngồi để mình hổ báo cáo chồn rồi mình đây mình tự sướng. Khi mà mình hổ báo cáo chồn mình tự sướng á thì cái đó là sự trơ trẽn của một thanh niên chứ không phải là sự tự tôn dân tộc. Ok đúng không em? Giống như cái bạn nào nói nãy nói đó, đó là sự cái gọi là bạn sự trơ trẽn của bạn. Bạn nói Mỹ mà ngoại giao Việt Nam cửa dưới là tôi là người Việt Nam mà tôi sẵn tôi chặn liền, chứ không Mỹ nó nghe kỳ lắm. Đó là cái sự trơ trẽn chứ không phải là sự tự tôn đó. Nên nhiều khi cũng nhiều một số bạn trẻ bạn hiểu lầm đó. Nên bạn bạn hơi bạn đâm ra bạn hơi ngáo ngáo vị trí, bạn ngáo ngáo quyền lực. Anh Duy có biết kế hoạch đường sắt Trung Quốc tới Mỹ của Trung Quốc gì má? Cái gì đường sắt Trung Quốc tới Mỹ làm sao không hiểu Chứ mấy ghê vậy.
cùng lắm tới châu Âu thôi chứ thành tới Mỹ mày. Một vành đai một con đường đó, tới châu Âu thôi mà. Anh Duy cho em hỏi hãng sản xuất ô tô 75 ở Đà Lạt mà chủ người Pháp có tính là Việt Nam mình sản xuất được ô tô không anh? Mẹ tính thì không tính, nói chung là giờ nó tồn tại được mấy tuổi chứ giờ VinFast được 3 tuổi là VinFast hơn vậy thôi mệt quá, một rừng thấy hai cọp các bạn. Bây giờ VinFast xe xăng là được 3 tuổi 2 tuổi gì đó, còn chiếc kia được mấy tuổi vậy thôi, cái chiếc kia mà chừng tuổi rưỡi là chiếc kia thua nha. VinFast được 2 tuổi rồi đó, Kiều Hưởng Dương 2 tuổi La Đà Lạt Hưởng Dương 6 tháng si ra La Đà Lạt thua, không phục thì đi kiện. Kiện kiện cộng đồng mạng nha ba, chứ một kiện cả tòa nha. Thiên An Môn là một bằng chứng Trung Quốc không sử dụng vũ lực. Thôi đi ông nội nhắc tới mấy đứa nhỏ đi ông hỏi nữa giờ nè. Mấy cái này tôi né muốn chết. Vì có ý kiến cho rằng Mỹ kìm nén Đức và Nhật chứ thả xích hai nước này lụm Trung Quốc, Nga, Duy đồng ý không? Nói chung thì đó là giả thuyết. Còn bây giờ lụm là lụm cái gì? Mấy ông tối ngày đi quýnh lộn hoài. Lụm gì Nga không lụm được nó đâu. Nga Nga cứng lắm. Đó, bây giờ kinh tế ông hơn người ta, dân trí ông hơn người ta, sản phẩm ông hơn người ta. Đó là ông ăn rồi, hộ chiếu ông số 1 ai giành với ông đâu, Nhật Bản. Đúng không? Bây giờ rõ ràng Nhật Bản nó hơn Trung Quốc và Nga rất là nhiều. Thì không có cần phải đi lụm bằng nào cả. Bạn chỉ có xét trên cái góc độ là đánh nhau thôi, Đúng chứ không? còn quên đi cái khía cạnh là kinh tế. Kinh tế con người, chỉ số phát triển con người. Một đứa nhỏ nó sinh ra được học hành cái gì? Hay là tối ngày nó chỉ biết lướt TikTok? Hay là chẳng tối ngày nó chỉ biết chơi Weibo? Vậy thôi. Nên tôi không có đi về trường phái quýnh lộn, tại tôi tôn trọng chủ quyền tất cả mọi nước. Mà tôi khẳng định luôn, Nga khó lụm lắm. Mặc dù Nga Nga kinh tế không mạnh, nhưng mà Nga về cái gọi là cái quân sự và cái vị trí địa lý của nước Nga là khó lụm lắm.